phía Sơn Tùng chi hơn 2,3 tỷ đồng cho GC để hồi sinh MV Chúng Ta hiện tại. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức giải trí D News. Tối ngày 24 tháng 2, MV Chúng Ta hiện tại của Sơn Tùng MTP đã xuất hiện trở lại sau một ngày bị YouTube gỡ xuống để làm rõ chuyện bản quyền trước nghi vấn đạo nhạc. Việc MV này sống lại đã gây tranh cãi trong cộng đồng mạng, dư luận chia ra làm hai luồng phản ứng trái chiều trước sự việc này. Những người yêu mến Sơn Tùng bày tỏ MV Chúng Ta của hiện tại được YouTube khôi phục đã chứng tỏ nam ca sĩ hoàn toàn trong sạch trước nghi vấn đạo nhạc. Nhưng nhiều ý kiến khác lại cho rằng công ty của Sơn Tùng là MTP Entertainment đã thương lượng và bồi thường với phía GC Beat, producer tố Sơn Tùng đạo nhạc của mình, thì sản phẩm của nam ca sĩ gốc Thái Bình mới có thể được trở lại phục vụ khán giả. Ý kiến này cũng hoàn toàn có cơ sở khi trước đó GC đã có phản hồi trực tiếp trên kênh của mình. Nhà sản xuất thừa nhận đã sao chép tác phẩm của tôi, kiếm tiền từ sản phẩm cũng như sức lực của người khác. Chúng tôi không làm điều đó ở đây. Bạn chẳng bao giờ chịu tìm hiểu kỹ câu chuyện đã bình luận như vậy. Yên tâm, MV sẽ sớm trở lại thôi. Kênh GC đưa tin, vì MV Chúng Ta của hiện tại Sơn Tùng MTP tương đồng với MV Show Bruno Mars Type Beat Is You Mine. Do đó, kênh GC đã thu về 100.000 USD, hơn 2,3 tỷ đồng từ công ty MTP Entertainment. Dù tin tức này chưa rõ thực hư ra sao, nhưng với những ồn ào vừa qua từ đời tư tình cảm đến sự nghiệp âm nhạc đã khiến cho danh tiếng của Sơn Tùng MTP bị tổn hại rất nhiều trong mắt khán giả. Vừa rồi là những thông tin không thể bỏ lỡ trong ngày. Quý vị và các bạn đừng quên bật chuông thông báo kênh tin tức giải trí D News để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất mỗi ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!